triển của xã hội hiện tại thì cái việc gửi gắm con là một cái việc luôn luôn lựa chọn đắn đo của rất nhiều bậc phụ huynh. Sau khi tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng như là thực tế thì tôi đã quyết định cho con học trường mầm non Tuổi Thần Tiên, bởi vì trường có một cái cơ sở vật chất rất là khang trang, hiện đại cùng với đội ngũ giáo viên rất là tận tình, uy tín. Tôi hoàn toàn yên tâm khi mà gửi con tôi theo học tại đây. Cũng như các phụ huynh khác, để chọn một môi trường cho con thì em cũng lựa chọn dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là cái khoảng cách để mình đi từ nơi làm đến chỗ đón con được thuận tiện nhất, nó nằm ở vị trí trung tâm, xe cộ đỗ thuận tiện. Thứ hai là cái không gian của trường rộng rãi, thoải mái để các con ngoài cái việc là được học tập về mặt kiến thức thì có cái chỗ để mà vận động các hoạt động về thể chất cũng như các hoạt động tham quan ngoài trời cho con. Và thứ ba là đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tận tâm, yêu nghề, nhiệt tình với trẻ. Thì ở môi trường Tuổi Thần Tiên là em thấy có tất cả các yếu tố đó. Vì vậy nên em chọn môi trường Tuổi Thần Tiên là môi trường để cho con em được học tập trong những năm tháng đầu đời của con. Và em rất là yên tâm khi trao gửi cho con mình cho các cô giáo ở trường Tuổi Thần Tiên.